À, xin chào tất cả các bác các bạn các anh chị đam mê câu cá hôm nay em sóng cho bác một số mẫu cần à, cao cấp Đấy, thanh lý cho bác nhé thanh lý giá thanh lý nhé từ hôm nay đến hết ngày à, 20 tháng 9 Đấy, bác nào nhu cầu alo em nhá à, có mấy cây này em thu vốn thôi bác nào có nhu cầu alo nhá với giá thanh lý thì các bác không phải lăn tăn rồi đầu tiên em có cây à, à, uh, Twin Power Twin Power SF 405 b nha hàng nội địa phôi phép đẹp long lanh nhá này phôi phép đẹp long, long lanh luôn này ạ long lanh con này thì đã được nâng cấp lên à, uh, máy titanium khoen Fujika uh, Fuji K titanium nhá 7 khoen anh em nhìn vào tất cả bên nhật người ta làm nhá đẹp long lanh luôn giá cái này đang bán là là 10 triệu nhé, giá 10 triệu, giá thanh lý là 9 triệu rưỡi nhé, giá thanh lý là 9 triệu rưỡi. Đấy, bác nào có nhu cầu alo nhé Đây em thanh lý thu vốn ở hàng cao cấp nhé Chứ không phải hàng rẻ tiền Ông nào mà, bác nào mà mua hàng rẻ tiền thì thông cảm Cái video này không không dành cho các bác Đấy. Hàng cao cấp nhé Twin Power SF405BX Giá 10 triệu thanh lý 9 triệu rưỡi nhé Phôi phước đẹp long lanh Đấy. Cần thì nâng cấp lên Part Titanium Khen K Titanium hết rồi 7 khen Để tiếp đến em có cây power lốp mươi 44 m power lốp nhé lốp uh, 44 m anh em nhìn nó giống con Fikromic không Để. con này chính xác là một phiên bản khác của dòng Fikromic dòng Fikromic với dòng này hai con này là là chung một phiên bản những phiên bản này phiên bản uh, đời trước của spin đời trước của spin anh em nhé à, phải này hàm lượng carbon một trăm phần trăm xoắn toàn thân, phôi còn rất đẹp luôn. Độ cứng như con này là 40 4m nhé, anh em có thể về độ lên thành 425 hoặc 430 tùy. Độ cứng 40 anh em độ lên đánh thoải mái luôn. Dẫn của con này rất là to luôn, Khoen dẫn rất rất to, ngọn rất to rồi anh em ạ. Cứng to khỏe nhẹ, trọng lượng như này là khá khá nhẹ đấy. đấy. Cây này thì đang có giá là 10 triệu nhé Giá 10 triệu giá thanh lý Các anh nhớ đây đến 20 tháng 9 nhé Em thanh lý chỉ có theo ngày thôi Chứ không phải là cứ thanh lý mãi mãi Đến 20 tháng 9 giá là 9 triệu nhé Giá 9 triệu Đấy. Dòng này thì anh em chơi file như nào Thì dòng uh, này cũng như vậy Đấy. Anh em nhìn có khác gì con file không File mic mấy con uh, này Cái phôi giống hệt nhau luôn Từ công nghệ phôi viết Đấy đều là nội địa hết nhé những dòng này đều dành cho thị trường nội địa hết nhé anh em kiệu LFT này của dòng Paulop này tiền thân của Spin nhé hàng nội địa à, tiếp đến em một cây um, Sumider nhé Ở đây em có Sumider C này SF425CX nhé CX con này giá là 8 triệu 6 Giá thanh lý là 8 triệu nhé Giá thành lý 8 triệu Đấy. Phôi phiếc còn ngon lành Đấy, Chỉ có Sước thôi Sước này Đấy, Có sức dăm này lại Một vài vết uh, sức sơn này à. Đấy. Còn lại phôi phiếc ngon lành Không có vấn đề gì cả Hàng đều là nguyên bản từ Nhật về Giá 8 triệu 6 Bán thanh lý 8 triệu nhé bắt đầu nhu cầu alo em nhá những cái dịp mà thành lý thì giá nó rất là hợp lý cho anh em mà nó chỉ có khoảng thôi chứ không phải là thoải mái vì khi đã thanh lý thì đa phần là sẽ là thu hồi vốn anh em Đấy, gần như là thu hồi vốn chứ đừng có bảo nó lãi có cây có lãi có cây thì lãi được vài trăm bạc về bán bây giờ thanh lý cả gần triệu bạc thì các bác biết là lãi gì nữa Đấy, anh em nghĩ là không đơn giản đâu làm ăn cái gì tôi Đấy, có lúc cần vốn thì phải để thanh lý thôi ở đây em có cây Twin Power SF 425 bx nhé giá 11 triệu thanh lý giá 10 triệu giá này quá ngon luôn mà 425 dòng này giờ rất là hiếm rồi đấy, tình trạng thì có xước sơn nhá có sức sơn đấy, có xước thì nó hàng nước mà đây có xước anh nhìn đấy, có sức dăm này có sức dăm này Đấy. đấy và rõ nhất là phần chuôi cần anh em nhìn thấy phần sức sức sơn này đa phần dòng là dòng này mà sức răm dưới thì rất nhiều cái phần này nó có cái thiết kế là anh em nhìn này phình ra ở phía chuôi cần này Đấy. Đấy, giá là 10 uh, phôi phiếc còn ngon nha chưa hao hụt gì Twin Power SF hàng nội địa 425 x giá 11 triệu thanh lý giá 10 triệu nhé thanh lý giá 10 triệu bắt bạn nào cần thì alo nhá Đấy, còn bên này Bên này em có hai cây nhé, một cây C, một cây B Đấy, Đều là Subiter, một cây C 425 và một cây B 405 Hàng đều đẹp hết nhé, long lanh Đấy, Cây Subiter C 425 này giá là 11 triệu 500 Đẹp long lanh nhé, đầy đủ bao cần đối trọng Đấy, 11 triệu 500, thanh lý giá 10 triệu 500 Đấy, đây. đây. Thanh lý giá 10 triệu 500 nhé 11 triệu 500 này Em thanh lý cái này giá 10 triệu 500 Anh em biết Cần bán về lãi uh, 5 700 thậm chí còn là ngon lắm mới lãi được triệu bạc bây giờ bán thành lý bán thành lý toàn thành lý từ 600 cho đến triệu để bác biết là là gần như là lỗ đấy chưa kể công vận chuyển về đâu các bác nhé em tính chưa tính công vận chuyển đâu còn bên này một cây Super cũng hàng đẹp nhá. còn rất đẹp luôn SF 4 x giá cũng 11 triệu rưỡi nhé thành lý giá 10 triệu rưỡi nhé thành lý giá 10 triệu rưỡi Đấy, bác nào cần thì alo Đấy, các bạn nhớ là chương trình này kéo dài đến hết 20 tháng 9 20 tháng 9 Đấy, bắt đầu nhanh tay thì sử dụng những cái thời điểm mà anh em cần thu vốn ấy thì các bác cũng rất là lợi về giá thực sự thế còn vốn thì phải thanh lý thanh lý thu gốc Đấy. Bạn như là bọn em chỉ lấy lại gốc thôi chứ còn không có tính gì công nữa cả chưa nên không có lãi được gì đâu nên các bác khỏi mà cả nhé anh em nào có nhu cầu thì alo em số điện thoại thì em để ở trên tiêu đề một số này ở dưới phần phụ đề à, phần mô tả ấy, em để hai số địa chỉ các thứ rõ ràng cụ thể luôn anh em mà cần đến tận nhà lấy được còn không thì liên trực tiếp với em muốn bên em để làm ăn thì các bác biết rồi đấy không vấn lăn tăn vấn đề uy tín nhé cảm ơn các bác theo dõi video nhé bạn nào cần mẫu nào thì alo cho em cảm ơn các bác theo dõi video